Mỗi người chúng ta tu pháp môn tịnh độ, mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì dù mình đang còn sống ở cõi này, nhưng quý vị nhớ phải rèn được một cái tâm bình an. Nhớ, phải rèn được một cái tâm bình an. Người niệm Phật tín nguyện kiên cố là hiện tướng gì? Bình an. Một con người bất an sẽ không bao giờ gọi là tín nguyện niệm Phật. Tất cả hàng Phật tử nhớ, dù quý vị không phải tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, nhưng quý vị nếu nghe qua những bài chia sẻ này, dù quý vị gặp bất cứ sự cố gì trong cuộc đời, hãy duy trì được cái bình an sẽ giải quyết được vấn đề rất là nhanh. Nhớ, bình an phát sinh trí tuệ. Lo âu sợ hãi làm mình tối tăm. Mình lo âu sợ hãi trong cái cõi này, quý vị coi cái gì ở cõi này chúng ta tồn tại mà lo âu sợ hãi nặng nề. Những là cương vị trong cuộc đời này mình phải làm thôi. Đó là duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa thôi. Chúng ta đến với cuộc đời này giống như bèo nước là gặp nhau quý vị. Hãy sống những ngày tháng cho nó đặc biệt. Nên có một câu về Hàm Như Thức tới từng đọc: sống một ngày trồng sen một ngày, cho nên cả ao đều thơm ngát. Sống một ngày niệm Phật một ngày, chừng nào thỏa mãn đến Phật Di Đà rước mình giảng sanh, hương thơm đức hạnh lan tỏa khắp mười phương pháp giới. Chúng ta là người nghe Phật pháp, chúng ta mỗi ngày niệm Phật, chúng ta phát nguyện cầu sanh cực lạc. Nếu như quý vị còn mang một cái tâm lo được lo mất trong cuộc đời này, chúng ta chặn đầu trước, chặn đầu sau, đầu này đầu nọ, vì cuộc đời vì sao bình an. Nhưng Đức nói rằng cuộc đời con người mình hiện đời này phải sống cho tốt, đặc biệt để làm một tấm gương. Đời kế tiếp người ta sẽ tự nhìn mình mà học. Có những người đời này của mình dù gặp Phật pháp mình cũng sống chưa đặc biệt, đừng nói chi là nói những đời sau. Chúng ta nên học Đức Phật. Cuộc đời của Đức Phật sống vô cùng tự tại. Chúng ta là người học Phật mà quý vị, cuộc đời Đức Phật sống vô cùng tự tại. Là một tấm gương cho từng đời để noi theo mà học. Chúng ta bây giờ nghe đạo, mỗi ngày sống bất an, lo âu, sợ hãi. Quý vị suy nghĩ, chỗ bất an, lo âu, sợ hãi chúng ta là cái gì tồn tại? Quý vị coi từ xưa tới nay, trong cái cuộc đời này có cái gì tồn tại không quý vị? Không. Đã không có cái gì tồn tại hết. Điều là đi theo vô thường. Vậy thì tại sao chúng ta mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, mà mình lại mang một cái tâm mỗi ngày nặng nề lo âu, bận tâm đủ chuyện buồn phiền sợ hãi? Nhớ, bỏ những cái tâm đi, quý vị sẽ sống những ngày tháng tuyệt vời, và cũng rất nhiều người ngưỡng mộ bạn. Nhớ, ngày nào cũng là ngày sống vui, ngày nào cũng là ngày sống đặc biệt. Bất cứ cái gì trong cuộc đời này, cái gì nó đến nó sẽ đến này. Cái đặc biệt của người tu chúng ta là gì biết không? Cái gì đến thì sẽ giải quyết được thôi. Vì sao? Bạn luôn luôn bình tĩnh. Vì sao bạn có thể bình tĩnh được như vậy? Tin sâu nhân quả. Tất cả cái gì bạn làm thiện, bạn làm tốt, tâm bạn muốn làm, nhưng đòi hỏi chúng sanh phải được cái phước duyên đó, bạn làm mới được. Nếu chúng sanh không có phước duyên đó, dù bạn muốn làm cũng không được. Giống như hai bàn tay, một cái nắm, một cái không nắm, được không quý vị? Không bao giờ được. Phải kết hợp cùng nắm. Cái nhân, cái quả, giống như mình muốn cho người ta cái tốt, người ta phải có được cái tốt, thì hai bên mới kết hợp được. Mình muốn cho người ta cái tốt mà người ta không có cái tốt, mình sao cho được? Giống như bây giờ con mình, người thân mình, nó có một cái thùng, mà thùng nó bị bể đít,
Quý vị lấy nước phước báo, tiền bạc vật chất đổ vào cái thùng, còn không bao giờ còn. Như vậy thì muốn cho của cải, cho cái tốt cho người thân mình, cho chúng sanh, thì phải dạy họ cái gì? Giữ phước, đúng không? Giữ phước. Thí dụ như cuộc đời Nhân Đức nè, quý vị biết Nhân Đức, bao nhiêu con người quý vị đi đến đây, tới chùa Hòa Thượng xây, hoàn toàn chùa của Hòa Thượng, Hòa Thượng quyết định hết. Nhưng mà Nhân Đức lại có cái quyết định nuôi con người, lo cho con người. Dù Hòa Thượng lớn tuổi, phải giao đệ tử làm những việc này. Thế bây giờ quý vị coi chùa chiền bao nhiêu con người được lợi ích, nương tựa, đúng không? Rồi mỗi ngày quý vị đều được nghe pháp để cởi mở tâm tư, ngày nào cũng được nghe. Rất nhiều Phật tử quý vị rất là mừng, rất là mừng vui từ khi biết thầy. Mình sống những ngày tháng, tâm tư của mình được cởi mở thoải mái, vì thầy chia sẻ Phật pháp dễ hiểu, đơn giản, không có gì ràng buộc nặng nề. Nhưng đòi hỏi quan trọng là quý vị phải hành trì. Cái hành trì rồi thì phước duyên quý vị mới có hưởng lâu dài. Còn nếu như cứ nghe để vui, để thoải mái thôi, nhưng mà không hành trì, thì một ngày nào kia hết phước duyên, thì dù những đức muốn làm cũng không được. Nên trong cuộc đời này quý vị, tất cả Phật tử phải nhớ, cái quy luật ở trong cái cuộc đời này, thịnh là suy. Thí dụ như có những người hỏi Nhân Đức, thầy ơi, bây giờ cái nền kinh tế nó đi xuống dốc quá trời, tất cả những đất đai, nhà cửa, bất động sản, nhiều người bây giờ nó đi xuống giá quá, tranh thủ đưa ra bán, bán cũng không ai mua. Thầy có thể cho chúng con một tư tưởng được không? Nhân Đức nói, nếu như của cải này của mình không có nợ nần gì phiền phức, nếu như Nhân Đức ở ngoài đời trong thời điểm này, nếu là một người kinh doanh, trong thời điểm này Nhân Đức sẽ đi mua đất, sẽ đi mua nhà. Vì sao? Thấy cái quy luật của nó là gì? Thịnh thì nó sẽ suy, nhưng suy đến mức cực điểm nó sẽ thịnh. Nguyên tắc 100% luôn. Nên người có điều kiện, có tiền bạc, nếu nó nói là kinh doanh thì sao? Trong thời điểm này, người ta bán nhà tôi mua nhà, người ta bán đất tôi mua đất, mua để ra đó. Nhà thì cho thuê chút đỉnh tiền vậy đó, để gì đó. Rồi sau này vì sẽ biết. Nhớ, người ta thấy xuống giá quá trời, người ta ùng ùng đem đi bán. Có những người gì ta nợ nần quá, ta phải giải quyết như vậy. Nhưng nếu mình bình thường không cần thiết để đại đó. Nhớ cái câu ông bà chúng ta nói nghe, tắc đắc tắc vàng 100%, không có sai đâu. Dù bây giờ nó có xuống, không ai mua, nhưng rồi sau này vì sẽ biết. Nhớ cái câu người sanh đắc không sanh. Chúng ta nghĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc đại trí tuệ, toàn giác toàn năng. Năm xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài thị hiện một người tu hành, muốn rõ ràng tứ đại giai không, nên Ngài vô cùng tự tại. Đệ tử của Đức Phật cùng với Đức Thế Tôn đi đến một nơi rừng rú nào đó, khắc thực thì đủ ăn rồi, ngồi gốc cây nào ăn miếng, rồi ngồi thiền định. Tối lại thì ngồi chỗ nào, nằm chỗ nào, nghỉ một chút. Sống cuộc đời vô cùng tự tại của người tu hành. Mình giờ mình làm thế không được. Khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, vì sao Đức Phật không chốt mà Đức Phật quả thiếu? Vì sao? Đức Phật vô cùng từ bi,
nhìn được cái thời cuộc hiện tại, con người càng ngày càng đông đúc, người sanh đắc không sanh, nên Ngài thị hiện quả thiêu. Về sau đa phần con người đều hỏa thiêu. Vì sao? Đất đai sẽ mở rộng về kinh tế. Từ nơi đó chôn thì có cái hốt cốt đồ này kia, giờ tới giờ lui, hỏa thiêu. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió trả về cho gió, lửa trả về cho lửa. Đức Phật đã thể hiện rất rõ ràng. Về sau người nghe đạo, người biết đạo hay người không biết đạo, quả thiêu. Người hỏi gì sao quả thiêu? Chúng ta học theo Phật, Phật toàn giác toàn năng, đại trí tuệ là chúng ta làm theo. Quá hay, đúng quý vị. Nên từ nơi đó, về sau tắc đắc tắc vàng là đúng. Vì mỗi địa điểm sẽ lên thành phố, để sự phát triển của kinh tế mở rộng lên thành phố thì nhà đất phát triển rất là cao. Vì sao? Người sanh đất không sanh, người nhìn nhận được chỗ này cứ bình yên, duy trì bình thường như thế. Trong thời điểm này niệm Phật tu nhân tích đức. Nhưng Đức nói với vị nghe, nếu là một con người có thể gì với xã hội, quý vị sẽ có một cương vị và có đạo đức. Có đạo đức quý vị nhất định sẽ có một cương vị rất lớn. Đối với sự kinh doanh làm ăn, quý vị hãy nghĩ về tất cả những người làm công bên cạnh quý vị, hãy cho họ một lợi ích tương đối được. Để làm chi? Họ sẽ là người hết lòng chung tay với quý vị. Sự nghiệp quý vị nhất định sẽ thịnh, tồn tại lâu dài 100%. Nên mỗi một con người nhận thức được những điều này thì quý vị biết nhìn trong thời cuộc này, quý vị sẽ tu nhân tích đức, tu nhân tích đức cho dài. Khi tu nhân tích đức, đức đã dài thì gia đạo thịnh. Đến lúc nó thịnh, nó sẽ ung thịnh lắm. Nhưng trong cuộc đời này quý vị mới nhớ, thịnh thì phải si, chỉ có đức hạnh phước báo mà không si. Nhớ nghe quý vị. Nhưng mà còn mang cái thân này thì còn si. Nên mỗi một con người chúng ta nhận thức được thì mỗi ngày mình sống vô cùng bình an. Người niệm Phật, người tín nguyện niệm Phật của chúng ta chờ có sập xuống, chúng ta A Di Đà Phật, vô cùng bình an. Mỗi một con người chúng ta sinh đến cuộc đời này theo cái quy luật, cũng như chiếc lá xanh rồi già rồi rụng như thế. Không ai tránh được cái vô thường. Như những đứa năm 30 tuổi nó sẽ khỏe hơn, sức khỏe nó rất tốt hơn bây giờ 42 tuổi. 42 tuổi bây giờ sức khỏe nó sẽ rất tốt hơn 60 tuổi. Nó sẽ theo cái quy luật sanh diệt. Vì thì tại sao mỗi ngày chúng ta không sống bình an? Chúng ta nặng nề lo âu cái gì quý vị? Quý vị nặng nề lo âu, quý vị sẽ làm mình bị đơ đầu óc. Những đức nói với mấy anh em trong chùa, nói với ban tổ chức trong chùa, dịp hè này chùa mình tăng lên số lượng quá trời đông luôn. Các cháu nhỏ về quá đông. Những đức đầu tư cho con người. Những đức cả đời, những đức là nói rằng tôi nhiệt liệt đầu tư về con người nếu tôi đủ duyên. Những đức thấy đại chúng bình an, sống cuộc sống bình an, những đức nói như vậy là mình mừng giùm cho đại chúng, mừng cho các cụ già, vậy là được. Nít nó về nó vui, thấy cũng thương các cháu. Những đức nói với các cô đại chúng trong chùa, những đức nói những cái gì nấu đồ ăn ngon được cứ nấu cho các cháu ăn đi, có tiền cứ cho các cháu ăn đi, cho đại chúng dùng đi. Nên tất cả những người gỡ con, gỡ cháu vô chùa mình, thật sự những đức cũng tặng hết sức mình.
tặng hết sức mình, thì làm hết tâm tư mình thôi. Nó đi đến đâu thì phải tùy duyên chứ sao giờ. Làm hết tâm tư. Nên thấy chùa mình ai cũng vui, ai cũng tự tại. Vì sao? Vì cái cảm giác của người trên truyền lửa không có làm cho người ta bất an. Quý vị nhớ, bất an là đang bị bế tắc. Bất an chỗ nào bế tắc chỗ đó. Bế tắc chỗ nào cỡ mở ra. Mình là người tu hành, mình là người nghe đạo, mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái gì mình phải bận tâm nặng nề trong cuộc đời này? Cái gì tồn tại mà nặng nề? Đi suy nghĩ, cái gì tồn tại mà nặng nề? Những đức có thể làm việc nhiệt liệt hết mình lo cho cả chúng 1.600, 1.700 người. Nhưng những đức không bao giờ đem 1.700 người này để trên vai đâu. Những đức cũng khuyên quý vị, đừng có đem để trên vai, mà chúng ta hãy nhiệt liệt hết lòng cùng giúp nhau. Nhưng đừng bao giờ đem để trên vai để tạo ra cho mình một gánh nặng. Ai cũng có chân, ai cũng đi, ai cũng có ý nghĩ và ai cũng có sự tư duy. Chúng ta đừng nên đặt vấn đề để cho bản thân mình phải nặng nề. Có những cái mình đặt để cũng không được đâu quý vị. Nó tốt, nhất định nó sẽ tốt. Có những cái con người thông minh nghĩ mình rất thông minh, cuối cùng để trở thành dại. Trong cuộc đời này có những người cho mình rất thông minh nhưng cuối cùng là dại. Cái người thông minh nhất trong cuộc đời này là gì? Mỗi ngày bạn sống vô cùng tự tại. Sống ngày hôm nay, sống tốt ngày hôm nay. Đây là người cực kỳ thông minh. Đây là trí tuệ của Phật dạy. Phật dạy rằng an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Bạn không vui trong cái hiện tại, bạn chờ ngày nào vui. À Phật tử à, sống trong cuộc đời nhiều cái nhiễu nhơ này, chúng ta nặng nề nữa thì chúng ta sống trong cuộc đời này quá thế thảm. Dù chúng ta có bị bỏ rơi, dù chồng có bỏ, vợ có bỏ, con bỏ, chúng ta cũng phải có nụ cười. Vì chúng ta cần phải sống. Chúng ta cần phải sống. Vì có được cái cảm giác này thì làm sao? Đó là tâm tự tại. Tương lai Phật rước mình về cực lạc. Cuộc đời con người theo sự sinh tồn chỉ có 3 buổi cơm mà. Con người ta khổ mãi sợ không có 3 buổi cơm. Đó là người ta không biết tu. Mình biết tu rồi, 3 buổi cơm này làm gì không có. Làm gì không có. Nên những đức nói rằng mỗi viện dưỡng lão cần phải có người chỉ đạo viên. Đó là người cởi mở tâm tư cho họ. Đây là việc cực kỳ quan trọng. Những đức cùng với tất cả Phật tử, chúng ta có duyên, ngày nào cũng mặt đối mặt cùng học tập. Cuộc đời này như vậy là quá hạnh phúc rồi. Mong rằng cuối cuộc đời chúng ta sẽ đều gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Nên mỗi tuần chủ nhật những đức chia sẻ Phật pháp, nhìn xuống bao nhiêu gương mặt quen, trong lòng mình vô cùng là hạnh phúc, vô cùng là ấn tượng. Vì sao? Vì chúng ta đến với cuộc đời này vì là quá đẹp rồi quý vị à. Những đức cảm thấy Phật pháp đã cứu cuộc đời những đức. Cảm ơn Phật pháp nên mình chân thật hết lòng. Tôi không gì bất cứ ai trong cuộc đời này. Tôi cảm thấy Phật pháp là tốt. Tôi làm những việc tốt này cho tất cả chúng sanh, mọi người, ai có đủ duyên thì được nhờ thôi. Đó là tôi đang vì tôi. Vì tôi làm những điều này tôi rất là tự tại, rất là an lạc. Nên chúng ta phải nhớ để đừng sanh phiền não. Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì mình. Có tâm niệm niệm vì người chứ thật sự đang làm cho mình. Nhưng đức đã từng nói rằng thiện ác đều quy về bạn. Nếu như bạn làm thiện thì thiện sẽ quy về bạn. Bạn làm ác thì ác cũng quy về bạn. Nên thiện hay ác đều quy về bạn. Như vậy thì bạn làm giùm cho ai? Bạn nói niệm niệm vì người, bạn làm bảo vệ cho chúng sanh, đang làm cho ai? Đang làm cho mình. Hiểu được nguyên lý này, bạn có còn phiền não không? Không. Không bao giờ phiền não. Và trong cuộc đời này cũng không trách được ai trách mình. Người ta có quyền trách mình và mình có quyền cũng tự tại. Người ta có quyền chửi mình, mình cũng có quyền A Di Đà Phật tự tại. Mỗi người có thể xem thường mình, mắng chửi mình, chúng ta có quyền A Di Đà Phật và tự tại. Đó không phải chuyện của chúng ta. Vì sao? Thiện ác đều quy về mỗi người chúng ta. Nếu mình có một tâm thiện thì thiện sẽ quy về mình. Mình có một tâm ác, ác sẽ quy về mình. Bạn tự gieo nhân
bạn tự gặt quả. Chúng ta là người nghe đạo, tại sao con sống những ngày tháng bình an quý vị, những ngày tháng tự tại? Dù ngày mai chúng ta chết, hôm nay chúng ta cũng phải sống cho đặc biệt. Vì không sống đặc biệt để ngày mai chết để làm gì? Nghe đạo, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, sống không có nghĩ thủ đoạn hại người, không có lừa trước đoán sau, không có nghi kỵ nặng nề. Nếu như bị sống được như vậy thì cực kỳ tự tại. Phật pháp cho mình cái lối sống như vậy. Bạn được cái gì mà bạn đi lừa trước đoán sau? Bạn được cái gì mà bạn đi giành giật trong cuộc đời này? Thí dụ như giờ những đức mỗi ngày ngồi trong cái bàn giảng này, những đức chia sẻ Phật pháp ra khắp nơi nơi cùng coi, những đức nhận lại ba bữa cơm thôi. Còn giờ những đức đủ duyên, những đức nuôi bao nhiêu con người, thì những việc này có duyên thì cố gắng làm. Rồi lễ lọc chủ nhật quý vị về đây, những đức hướng dẫn Phật pháp nhiệt tình, thì những nhân viên này làm được thì cố gắng làm. Nhưng những đức khuyên hàng Phật tử nên chỉ dạy người, truyền miệng ra gia đình có ngôi tam bảo. Những đức cực lực nhiệt tình đặt tượng Phật, đồng tiền Phật tử cũng dường như đức đặt tượng Phật, làm máy niệm Phật phổ biến tượng Phật. Quý vị thỉnh tượng Phật về thờ. Nên chỉ dẫn thêm hàng Phật tử phát tâm thờ tượng Phật đi. Gia đình có thờ khóa tu, mỗi một gia đình Phật tử đều có thờ tượng Phật, có thờ khóa tu. Cứ như vậy mà làm đi quý vị. Rồi mỗi ngày nghe pháp hai thờ, chỉ người ta những buổi nghe pháp. Nghe một cái con người cởi mở tâm tư, dụ giờ mình đang bị ung thư, bệnh này bệnh kia bế tắc, gặp sự cố gì đi chăng nữa, phải bình tĩnh. Bình tĩnh để giải quyết được vấn đề. Không bình tĩnh, quý vị bế tắc luôn. Không bình tĩnh chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Người bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Người không bình tĩnh, việc nhỏ trở thành việc lớn. Người bình tĩnh, việc lớn trở thành việc nhỏ. Nhớ. Chúng ta tin pháp môn Tịnh Độ, chúng ta gây dựng kiên cố lòng tin về Tịnh Độ, niệm Phật, cầu sanh cực lạc, thì dù cho sự cố trở ngại gì, quý vị phải nhớ bám chắc có Phật hiệu. Chỉ cần bám chắc có Phật hiệu thì đời này giảng sanh. Sự tu hành, cuộc sống, mọi mặt có sự thay đổi chuyển biến bình thường. Như bữa nay những đức đắp y vàng, có khi ngày mai những đức lại đắp y khác. Bữa nay những đức bận áo màu xanh, biết đâu ngày mai những đức bận áo màu vàng, bữa kia những đức bận áo màu trắng. Hình thức thì có sự thay đổi, nhưng cái tâm mà tin Tịnh Độ đừng thay đổi. Duy trì cái tâm đó 100% đi, thì vì thành công là chắc chắn luôn. Đó gọi là tín nguyện. Người có trí tuệ học Phật luôn luôn sống an vui và tự tại, biết an vui trong hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Sống những ngày tháng vui vẻ an lạc. Chúc quý vị an lạc nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh